Xin chào tất cả các em. Hôm nay thầy trò của chúng ta là đến với chương trình dạy học online của trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ. Nội dung bài học của chúng ta ngày hôm nay đó là chuyên đề về sóng cơ, giao thoa sóng, sóng dừng và sóng âm. Một lần nữa, chúc các em có một ngày học tập thật tốt. Cảm ơn các em. Nội dung bài học hôm nay chúng ta sẽ đi nhắc lại một số khái niệm của các bài học trong chương 2. Bài đầu tiên đó là sóng cơ. Chúng ta sẽ nhắc lại khái niệm sóng cơ là gì, sóng ngang, sóng dọc, phương trình sóng. Bài thứ hai đó là bài giao thoa sóng. Chúng ta sẽ nhắc đến hiện tượng giao thoa, phương trình giao thoa sóng, điều kiện để có cực đại, cực tiểu và điều kiện để giao thoa được với nhau. Bài thứ ba là bài sóng dừng. Chúng ta sẽ nhắc lại khái niệm sóng dừng và điều kiện để xảy ra sóng dừng. Và bài cuối cùng trong chương đó là bài sóng âm. Chúng ta sẽ đi nhắc lại về các đặc trưng sinh lý và đặc trưng vật lý của sóng âm. Thì nội dung bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ đi nhắc lại một số nội dung lý thuyết cơ bản, và qua đó chúng ta sẽ làm quen với một số bài tập, dạng bài tập thường gặp trong các bài thi. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu chủ đề thứ nhất, đó là đại cương về sóng cơ. Chủ đề thứ hai đó là giao thoa sóng. Ở chủ đề thứ hai này thầy có các bài toán như sau. Bài toán 1, chúng ta sẽ đi tính biên độ của sóng. Bài toán 2 là đi xác định tải M là cực đại hay cực tiểu. Bài toán thứ ba, chúng ta sẽ đi tìm số đường hoặc điểm cực đại, cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai muộn. Và bài toán cuối cùng đó là tìm số đường hoặc điểm cực đại, cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai điểm bất kỳ trong vùng giao thoa. Chủ đề thứ ba đó là sóng dừng, và chủ đề thứ tư là sóng âm. Bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung chủ đề thứ nhất, đại cương về sóng cơ. Thầy sẽ nhắc lại lý thuyết cơ bản. Thì định nghĩa sóng cơ đó là sự lan truyền các dao động đàn hồi trong môi trường vật chất. Phân loại chúng ta gồm có hai loại, đó là sóng ngang, phương dao động của các phần tử trong môi trường vuông góc với phương truyền sóng, và sóng dọc là phương dao động của các phần tử trong môi trường trùng với phương truyền sóng. Định nghĩa thứ hai đó là bước sóng. Chúng ta có hai khái niệm về bước sóng. Thứ nhất, bước sóng là con đường sóng truyền đi được trong một chu kỳ. Khái niệm thứ hai, bước sóng chính là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên cùng phương truyền sóng mà chúng dao động cùng pha. Tiếp theo, thầy sẽ tóm tắt một số công thức chính mà chúng ta cần sử dụng trong quá trình làm bài tập về đại cương về sóng cơ. Đó là công thức đầu tiên, vận tốc sóng lambda bằng V nhân T bằng V CS. Công thức thứ hai đó là độ lệch pha giữa hai điểm trên cùng phương truyền sóng delta phi bằng 2 pi D chia lambda. Thì ở đây D là khoảng cách giữa hai điểm trên cùng phương truyền sóng. Vậy thì những điểm trên cùng một phương truyền sóng cùng pha với nhau luôn cách nhau một số nguyên lần bước sóng. Chúng ta có delta phi bằng 2 k pi, và lúc này d chúng ta sẽ được bằng k lambda số nguyên lần bước sóng. Những điểm trên cùng phương truyền sóng ngược pha nhau thì chúng lại cách nhau một số nửa nguyên lần bước sóng. Ta có delta phi bằng 2 k cộng 1 nhân pi, và từ đó ta cũng có d sẽ bằng k cộng 0,5 lambda. Công thức thứ ba đó chính là phương trình sóng. Thì ở đây chúng ta có phương trình sóng tại nguồn O là u bằng a cos omega t cộng phi.
thì phương trình sóng tải M cách ô một đoạn x sẽ là, nếu sóng truyền theo chiều dương đến M thì phương trình sóng tải UM bằng A cos omega t cộng phi trừ 2 pi x sẽ lambda. Nếu sóng truyền theo chiều âm đến M thì phương trình sóng sẽ là UM bằng A cos omega t cộng phi cộng 2 pi x chia lambda. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một số bài tập vận dụng. Câu thứ nhất, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha với nhau gọi là gì? Đáp án A, vận tốc truyền sóng. Đáp án B là bực sóng. Đáp án C là độ đạch pha. Và đáp án D là chu kỳ. Như vậy, theo định nghĩa thì hai điểm dao động cùng pha gần nhất thì cách nhau một bước, bước sóng. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là bước sóng. Chúng ta đến với câu hỏi thứ hai. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sóng cơ học? Đáp án A, sóng cơ học truyền được trong dân không? Đáp án B, sóng dọc là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng. Đáp án C, sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng. Và đáp án D, sóng ngang là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng. Như vậy nếu chú ý một tí, chúng ta ở đây thấy hai đáp án B và C sẽ có một đáp án đúng. Vậy thì theo định nghĩa, đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án C, sóng dọc và phương dao động trùng với phương truyền sóng. Câu 3, hãy cho biết tốc độ truyền sóng cơ phụ thuộc vào các yếu tố nào? Tần số của sóng, bản chất của môi trường truyền sóng, biên độ của sóng và năng lượng của sóng. Như vậy chúng ta biết là tốc độ sóng phụ thuộc vào bản chất của môi trường truyền sóng. Cụ thể, truyền nhanh nhất trong môi trường chất rắn và chậm nhất trong môi trường dính chất khí. Đáp án của chúng ta sẽ là B. Câu thứ 5, sóng cơ không truyền được trong môi trường nào sau? Đáp án A là môi trường chất rắn, đáp án B là môi trường chất lỏng, đáp án C là môi trường chất khí và đáp án E là chất không. Thì chúng ta biết môi trường sóng cơ truyền được chính là môi trường đàn hồi và không truyền được trong chấn chất không. Và đáp án của chúng ta chính là đáp án D, chất không. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm một số bài tập cơ bản về sóng cơ. Bài đầu tiên, một sóng hình sin truyền đến sợi dây đàn hồi rất dài với tần số là 50 Hz. Thì người ta thấy khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động ngược pha là 40 cm. Hãy xác định tốc độ sóng trên sợi dây. Chúng ta có các đáp án A, 400 cm/giây, B, 16 m/giây, C, 6,25 m/giây và D là 40 m/giây. Thì đáp án của bài toán của chúng ta đó là V bằng 40 m/giây. Vậy để làm sao chúng ta tìm được đáp án của bài toán thì chúng ta cùng xem hướng dẫn. Đầu tiên, chúng ta phải tìm được bước sóng. Vậy để chúng ta mấu chốt của bài toán, đó là chúng ta phải xem khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động ngược pha là 40 cm.
Vậy ở đây chúng ta sẽ có là chính là lambda chia 2 một nửa bước sóng. Ta sẽ tính được bước sóng sẽ là 80 cm. Chúng ta là tiếp tục sử dụng công thức đó là lambda bằng V chia F, và từ đây thầy suy ra được V sẽ bằng lambda nhân VF sẽ bằng 80 nhân V50 bằng 4000 cm/giây. Và lưu ý khi chúng ta làm ra phải đổi ra đơn vị mét trên giây, vì trên đề tài chúng ta có đáp án 4000 mét trên giây. Ở đây bài toán tiếp theo, một sóng có tần số 500 Hz, tốc độ lan truyền là 300 mét trên giây, hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng phải cách nhau một khoảng ngắn nhất là bao nhiêu để chúng lại pha một góc đi chia bài. Đáp án của bài toán là 10, 20, 15 và 12. Ở đây chúng ta sẽ tìm ra được giá trị đó là 10 cm. Về để biết tại sao có đáp án này, chúng ta cùng xem hướng dẫn. Ở đây chúng ta lưu ý bài toán có nói đến đó là góc lệch pha bi chia 3. Vậy chúng ta phải chắc chắn một điều, sử dụng đến công thức độ lệch pha giữa hai điểm trên phương truyền sóng. Và trong công thức độ lệch pha có giá trị đó là bước sóng. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm bước sóng. Lambda sẽ bằng V chia F bằng 300 trên 500 bằng 0,6 m. Chúng ta có công thức tính độ lệch pha delta phi bằng 2 pi d chia lambda. Thầy thay công thức giá trị của độ lệch pha pi chia 3, thay giá trị của bước sóng là 0,6, thì từ đây chúng ta sẽ tính được d sẽ bằng 0,1 m và thầy đổi ra được 10 cm. Đây cũng chính là đáp án của bài toán Havana 10 cm. Bài tiếp theo cũng là một bài toán liên quan đến độ lệch pha. Một sóng cơ có tần số 300 Hz lan truyền trong không khí với vận tốc là 450 m/giây. Độ lệch pha của sóng tại hai điểm trên phương truyền sóng cách nhau 50 cm là bao nhiêu? Đáp án A, pi chia 3. Đáp án B, 2 pi chia 3. Đáp án C, 3 pi chia 2. Và đáp án D, 2 pi chia 2. Và đáp án chính xác của bài toán này chính là 2 pi chia 3. Và chúng ta cùng xem hướng dẫn cách tính đáp số. Như thầy đã nói, đây là một bài toán liên quan đến độ lệch pha. Thì đầu tiên chúng ta phải tìm giá trị bước sóng. Thầy có lambda bằng V chia F 450 chia 300 bằng 1,5 m. Một lần nữa chúng ta sử dụng đến công thức tính độ lệch pha, đó là delta phi bằng 2 pi d chia lambda. Thầy thay giá trị của d, tức là khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng là 50 cm, và bước sóng chúng ta phải đổi ra cùng đơn vị với khoảng cách đó là cm, cho nên thầy đổi được 150 cm. Sau khi thầy rút gọn thì được giá trị của delta phi độ lệch pha bây giờ sẽ là 2 pi chia 3, và đáp án của chúng ta là đáp án B. Bài toán tiếp theo, đó là một bài toán xác định vận tốc truyền sóng dựa vào phương trình sóng. Một sóng cơ học truyền dọc theo một đường thẳng có phương trình là U bằng 10 cos 20 tx trừ 200 bt cm, trong đó x được tính bằng mét, xác định vận tốc truyền sóng. Chúng ta có 4 đáp án: A 0,1 m/giây, B 1 m/giây, C 100 m/giây và D là 10 m/giây. Thì đáp án của bài toán chúng ta sẽ là 10 m/giây. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hướng giải quyết để tìm ra đáp án của bài toán này. Thì đầu tiên, để giải quyết được bài toán này, chúng ta dựa vào bước sóng và chu kỳ hoặc tần số. Thì ở đây tần số chúng ta có thể tìm được dựa vào tần số gốc omega bằng 200 pi
chúng ta thấy đi theo T chính là giá trị omega. Và đằng sau này chúng ta thấy đây có một giá trị nữa, đó là 20 px. Về chúng ta dựa vào phép tính đồng nhất phương trình, đó là U bằng A cos omega T cộng phi cộng hoặc trừ 2 px chia lambda. Đây đồng nhất thì sẽ được, đó là 2 px chia lambda sẽ bằng 20 px. Chúng ta tránh nhầm lệnh với cái đại lượng đằng sau. Chúng ta thấy đi theo x, đi theo x. Cho nên từ đây thầy sẽ xác định được đó là lambda sẽ bằng 2 pi chia 20 pi sẽ bằng 0,1 mét. Ở đây tại sao thầy ghi đơn vị mét, và chúng ta lưu ý đơn vị của lambda sẽ đi theo đơn vị của x, và ở đây bài toán x người ta tính bằng đơn vị là mét, cho nên ở đây chúng ta sẽ là mét. Chúng ta có lambda. Giờ chúng ta sử dụng tiếp công thức tiếp theo, đó là lambda sẽ bằng V nhân T, mặt khác T bằng 2 pi chia omega. Thầy thay số lambda bằng 0,1, omega như thầy đã nói từ ban đầu đi theo giá trị T, đó là 200 pi. Và từ giá trị này thầy xác định được vận tốc truyền sóng sẽ bằng 10 mét trên giây. Đây chính là đáp án D của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ đến bài toán cuối cùng trong bài sóng cơ. Một sóng ngang truyền đến bề mặt chất lỏng với tốc độ 4 m trên giây. Điểm M nằm trên phương truyền sóng cách nguồn một đoạn là 30 cm thì luôn dao động cùng pha với nguồn. Biết tần số dao động F có giá trị nằm trong khoảng từ 30 đến 42 Hz. Hỏi bức sóng có giá trị nào sau đây? Thì đây là một bài toán tương đối khó so với những bài toán đầu. Đáp án của bài toán chúng ta là 13,3, 9,5, 10 và 15 cm. Và đáp án chính xác của bài toán là 10 cm. Chúng ta xem là hướng dẫn một bài toán một lần nữa. Đây cũng là một bài toán liên quan đến đổi lệch pha, nhưng có khác ở chỗ là người ta không cho tần số cụ thể, mà người ta cho giá trị của nó nằm trong khoảng từ 30 đến 42 Hz. Và bài toán này yêu cầu tìm bước sóng. Về đầu tiên, thầy sẽ sử dụng công thức đổi lệch pha, đó là delta phi bằng 2 pi d chia lambda. Và theo như bài toán là delta phi này cùng pha, nên thầy có giá trị đó là 2 k pi. Và khoảng cách giữa điểm M đến nguồn là d, đó là 30 cm. Từ đây thầy xác định được lambda sẽ bằng 30 chia k, mà lambda lại bằng V chia S, bằng 30 chia k. Ở đây chúng ta có điều kiện của tần số F, cho nên thầy sẽ suy ra được F sẽ bằng V nhân k chia 30, tức là 400 nhân k chia 30 bằng 40 k chia 3. Thầy ráp vào điều kiện đó là F lớn hơn 30 Hz và nhỏ hơn 42 Hz, tương đương với 30 nhỏ hơn 40k chia 3 nhỏ hơn 42. Sau khi xác định được k sẽ có giá trị nằm trong khoảng từ 2,25 đến 3,15, mà chúng ta đã biết k là một số nguyên nên ta được k sẽ bằng 3. Từ đây thầy xác định được lambda sẽ bằng 30 chia k, 30 chia 3 sẽ bằng 10 cm. Và đây cũng là đáp án cuối cùng của bài toán. Được nha. Chủ đề 2, giao thoa. Thì sau đây là một số nội dung lý thuyết cơ bản chúng ta cần phải nắm ở bài giao thoa sóng. 1. Điều kiện giao thoa. Để hai nguồn sóng giao thoa được với nhau thì đó phải là hai nguồn kết hợp. Thì hai nguồn kết hợp là hai nguồn có cùng phương, cùng tần số và độ lệch pha không đổi theo thời gian. Khi hai nguồn sóng kết hợp gặp nhau thì sẽ có những điểm dao động với biên độ rất mạnh, chúng ta gọi đó là những cực đại, và có những điểm hầu như không dao động đứng yên, chúng ta gọi đó là những điểm cực tiểu. Và tập hợp những điểm dao động với biên độ rất mạnh chúng ta gọi là các đường
cực đại hoặc tập hợp những điểm đứng yên chúng ta gọi là đường cực tiểu, và những đường này có dạng là hyperbol. Biên độ sóng tổng hợp AM bằng 2A, giá trị tuyệt đối của cos pi chia lambda nhân d2 trừ d1. Vị trí cực đại và cực tiểu trong giao thoa. Vị trí cực đại trong giao thoa d2 trừ d1 bằng k lambda. Chiều đường đi từ hai sóng do nguồn truyền đến bằng một số nguyên lần bước sóng. Vị trí cực tiểu trong giao thoa. Chiều đường đi từ hai sóng do nguồn truyền đến bằng một số nửa nguyên lần bước sóng. Và chúng ta cần lưu ý đó là khoảng cách giữa hai cực đại hoặc hai cực tiểu liên tiếp là lambda chia 2, một nửa bước sóng. Sau đây là một số câu hỏi trắc nghiệm của bài giao thoa sóng. Câu 1, hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn như thế nào? Đáp án A, cùng phương, độ lệch pha không đổi theo thời gian. Đáp án B, cùng phương, cùng biên độ và độ lệch pha không đổi theo thời gian. Đáp án C, cùng tần số, độ lệch pha thay đổi theo thời gian. Và đáp án D, cùng phương, cùng tần số và độ lệch pha không đổi theo thời gian. Thế như chúng ta đã biết, để hai nguồn sóng đảm bảo là hai nguồn kết hợp thì chúng phải cùng nằm trên một phương, cùng tần số và độ lệch pha không thay đổi theo thời gian. Nên đáp án của chúng ta sẽ là đáp án D. Câu hỏi số 2. Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùng phương trình U bằng A cos omega T. Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại sẽ có chiều đường đi của sóng từ hai nguồn truyền đến đó bằng. Đáp án A, một số nguyên lần bước sóng. Đáp án B, một số nguyên lần nửa bước sóng. Đáp án C, một số chặn lần bước sóng. Và đáp án D, một số lệ lần bước sóng. Như vậy theo công thức chúng ta vừa được nhắc lại đó là D2 trừ D1 bằng K lambda. Và đáp án của chúng ta đó là một số nguyên lần bước sóng. Câu hỏi thứ 3. Trong hiện tượng giao thoa sóng của hai nguồn kết hợp, hai điểm liên tiếp nằm trên đoạn nối hai nguồn trong môi trường truyền sóng của một cực tiểu và một cực đại thì cách nhau một khoảng là bao nhiêu? Đáp án A, lambda chia 4. Đáp án B, lambda chia 2. Đáp án C, lambda. Và đáp án D, 2 lambda. Như vậy, dựa vào lưu ý đó là chúng ta biết khoảng cách giữa hai cực đại hoặc hai cực tiểu liên tiếp là một nửa bước sóng. Vậy thì khoảng cách giữa một cực đại và một cực tiểu liên sẽ là 1/4 bước sóng. Chúng ta có đáp án A. Câu hỏi số 4. Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 và S2. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng và cùng pha với nhau. Nếu xem biên độ sóng không thay đổi trong suốt quá trình truyền sóng, vậy thì các điểm thuộc mặt nước và cùng nằm trên đường trung trực của đoạn S1, S2 sẽ dao động với biên độ như thế nào? Đáp án A, dao động với biên độ cực đại. Đáp án B, dao động với biên độ cực tiểu. Đáp án C, không dao động. Và đáp án D, dao động với biên độ bằng nửa biên độ cực đại. Như chúng ta đã biết, nếu hai nguồn kết hợp là hai nguồn cùng pha, thì đường trung trực của đoạn S1, S2 chính là đường cực đại ứng với k bằng 0. Vậy tất cả những điểm nằm trên đường đó sẽ dao động với biên độ cực đại. Vì vậy đáp án của chúng ta sẽ là đáp án A, dao động với biên độ cực đại. Một câu hỏi tiếp theo về biên độ của dao động. Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp dao động cùng phương với phương trình là UA và UB bằng A cos omega T. Biết vận tốc và biên độ của sóng không đổi trong suốt quá trình truyền sóng. Vậy thì phần tử vật chất tại trung điểm AB sẽ dao động với biên độ là bao nhiêu? Đáp án A là A, đáp án B là 2A,
đáp án C là 0 và đáp án D là 1,52. Như vậy, để biết được đáp án chính xác của câu hỏi này, chúng ta sẽ sử dụng đến công thức tính biên độ của một phần tử trong vùng giao thoa. Và chúng ta sẽ tìm được đáp án đó là 2A. Chúng ta sẽ có công thức AM bằng 2A cos pi trên lambda nhân D2 trừ D1. Và chúng ta thấy một điều là gì? Phần tử vật chất tại trung điểm của AB, nghĩa là khoảng cách từ điểm đó đến hai nguồn là D2 và D1 sẽ bằng nhau. Vì vậy thì có hiệu đường đi D2 trừ D1 sẽ bằng 0. Nên chúng ta sẽ có 2, đây gọi là 2A nhân cos của 0. Như nội dung ban đầu thầy đã nói, ở chủ đề này chúng ta sẽ đi làm quen với một số dạng bài tập cơ bản. Bài tập thứ nhất đó là cái bài toán 1 tính biên độ sóng tại một điểm vùng giao thoa. Thì để tính được biên độ sóng tại một điểm chúng ta bắt buộc phải sử dụng đến công thức đó là AM bằng 2A cos pi chia lambda nhân D2 trừ D1. Giá trị tuyệt đối của cos vì chúng ta biết biên độ không âm. Và những điều nếu hai nguồn không cùng biên độ thì ta có thể dùng phương pháp tổng hợp theo dạng đồ vector rất nhanh, hay nói một cách khác chúng ta có thể sử dụng máy tính để xác định biên độ của chúng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài toán đầu tiên trong dạng toán này. Hai nguồn kết hợp A và B giống nhau trên bề mặt chất lỏng dao động với tần số là 8 Hz và biên độ là 1 cm. Vận tốc truyền sóng là 12 cm trên giây. Một điểm M nằm trên mặt thoáng cách AB những khoảng AM bằng 17 cm, BM bằng 16,5 cm sẽ dao động với biên độ là bao nhiêu? Đáp án A 0 cm, đáp án B 2 cm, đáp án C là 1 cm và đáp án D là 1,5 cm. Và đáp án của bài toán này sẽ là 1 cm. Về để biết tại sao chúng ta có đáp án như vậy thì chúng ta cùng xem hướng dẫn. Như vậy ở đây chúng ta lưu ý hai nguồn AB giống nhau, có nghĩa là hai nguồn này cũng pha. Về để sử dụng được công thức tính biên độ tại điểm M, đầu tiên chúng ta phải tính bước sóng. Ở đây chúng ta thấy có cho vận tốc và tần số, chúng ta sẽ tính được bước sóng theo công thức lambda bằng V chia S bằng 12 chia 8 bằng 1,5 cm. Chúng ta sẽ sử dụng công thức AM bằng 2A giá trị tuyệt đối của cos pi chia lambda D2 trừ D1. Thầy thay biên độ A bằng 1 cm, thay bước sóng bằng 1,5 cm và thay lần lượt các giá trị D2 D1 là 16,5 cm và 17 cm. Sau khi thầy tính toán, chúng ta sẽ ra được kết quả sẽ là 1 cm. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài toán thứ hai trong dạng toán này. Hai nguồn kết hợp A và B giống nhau, cách nhau một khoảng 20 cm, dao động với tần số 10 Hz và biên độ là 4 cm. Vận tốc truyền sóng là 1,2 m/s. Điểm M nằm trên đoạn thẳng nối AB và cách trung điểm O của AB một đoạn 4 cm sẽ dao động với biên độ là bao nhiêu? Đáp án A 0 cm, đáp án B 2 cm, đáp án C 6,8 cm và đáp án D là 4 cm. Thì đáp án của bài toán của chúng ta ở đây là 4 cm. Vậy để biết tại sao chúng ta xác định được đáp án này thì chúng ta cùng xem hướng dẫn. Đầu tiên, bài toán cho hai nguồn giống nhau, tức là cùng pha, cho biên độ, cho vận tốc và tần số của sóng. Vậy chúng ta sẽ tìm đầu tiên để tìm được bước sóng. Chúng ta xác định được công thức lambda bằng V chia F. Chúng ta đổi vận tốc ra 120 cm trên giây và ta sẽ được giá trị của bước sóng là 12 cm. Một lần nữa chúng ta áp dụng
Công thức AM bằng 2A, giá trị tuyệt đối của cos bình phi lambda nhân D2 trừ D1. Vậy trong công thức này, biên độ A chúng ta đã biết, bước sống chúng ta đã biết. Nhưng ở đó, chúng ta có hai giá trị là D1 và D2 chúng ta phải đi tìm. Vậy để tìm được giá trị đó, chúng ta lưu ý ở đây, hai nguồn sống của chúng ta A và B cách nhau 20cm. Điểm M cách trung điểm O là 4cm. Vì vậy M sẽ cách nguồn A là 6cm. Và đây chính là giá trị D1. Và ta sẽ suy ra được M cách nguồn B là 20 trừ cho 6 là 14cm. Và đây cũng chính là giá trị D2. Vì vậy khi thay thế vào 2A chính là 4, lambda 12. Và D2 của chúng ta vừa tìm được đó là 14. Và D1 sẽ là 6. Chúng ta sử dụng máy tính bấm được kết quả là 4cm. Dạng toán thứ hai trong chủ đề này đó là xác định tại M là trục dài hai trục tiểu. Thì phương pháp đó là chúng ta đi tìm một hàng số B bằng công thức D2M trừ D1M chia lambda. Nếu B là một số nguyên thì B sẽ bằng K và lúc đó M sẽ là trục dài bậc K. Nếu B là một số nửa nguyên, B bằng K cộng 1 phần 2 thì M là trục tiểu thứ K cộng 1. Và cuối cùng nếu B là một số bất kỳ thì M sẽ không thuộc cực đại hay cực tiểu nào. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng kiến thức của dạng toán thứ hai để giải bài toán sau. Người ta tạo ra giao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn AB dao động cùng phương trình OA bằng UB bằng 5 cos 10 dt. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 20 cm/s. Một điểm M trên mặt nước với hiệu BM trừ AM bằng 10cm. Vậy thì M sẽ nằm trên đường cực đại hai trục tiểu thứ mấy kể từ đường hướng trục của AB. Chúng ta sẽ có 4 đáp án như sau. Đáp án A, trục tiểu thứ 3 về phía A. Đáp án B, trục tiểu thứ 4 về phía A. Đáp án C, trục tiểu thứ 3 về phía B. Đáp án D, trục đại thứ 4 về phía A. Và đáp án của bài toán chúng ta đó là đáp án A, trục tiểu thứ 3 về phía A. Vậy để biết tại sao chúng ta có được đáp án như vậy thì chúng ta cùng xem hướng dẫn. Vậy đầu tiên để làm được bài toán này, chúng ta phải áp dụng công thức vừa học và chúng ta phải tìm bướng bước sống. Thì ở đây vận tốc truyền sóng chúng ta đã có. Tần số của sóng chúng ta có thể tìm được dựa vào tần số gốc ở phương trình tuyến truyền sóng. Và hiệu đường đi D2 từ D1, bài toán cũng đã cho đó là 10cm. Vậy thì chúng ta cùng làm bài toán. Thầy sẽ có công thức đó là lambda bằng V nhân T. Và đấy T được xác định bằng công thức 2pi chia omega. Thầy thay số vào vận tốc bằng 20cm/s. Omega bằng 10pi. Như vậy thầy xác định được bước sóng có giá trị là 4cm. Thầy thay vào công thức B bằng D2M trừ D1M chia lambda. Và hiệu đường đi lúc này theo bài toán chúng ta có đó là 10cm chia cho lambda để xác định được B bằng 2,5, tức là bằng 2 cộng 1,2. Đây là một số nửa nguyên ứng với K. Cho nên thầy sẽ được M là một cực tiểu thứ 3. Ở đây chúng ta thấy biết về phía A. Vì sao như vậy? Vì chúng ta thấy D2 trừ DM là một, D1M là một số dương. Vì vậy nó sẽ khoảng cách từ M đến nguồn thứ hai lớn hơn và về nguồn thứ nhất nhỏ hơn, nên nó sẽ đi về phía A. Tương tự như vậy, thầy có bài toán thứ hai trong dạng toán này. Hai nguồn kết hợp A và B trên mặt chất lỏng dao động từ pha với tần số là 10 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt thoáng là 50cm/s. Một điểm M nằm trên mặt thoáng cách A và B những khoảng lần lượt là 18cm và 13cm, nằm trên đường hyperbol cực đại hai trục tiểu thứ mấy kể từ đường trung cực của AB. Thầy có các đáp án A, trục tiểu thứ 3 về phía A,
B cực điểm thứ tư về phía B, C cực đại thứ ba về phía B và D cực đại thứ ba về phía A. Kết quả của bài toán của chúng ta đó là đoán D cực đại thứ ba về phía A. Thì cũng giống như bài toán thứ nhất, ở bài này chúng ta sẽ đi tìm bước sóng. Và một đặc điểm ở đây, đề bài của chúng ta đã cho D1 và D2 các giá trị rất là cụ thể, đó là D1 bằng 18 cm và D2 bằng 33 cm. Và chúng ta cũng đi tìm các đại lượng. Đầu tiên, lambda bằng VCF bằng 50 chia 10 bằng 5 cm. Từ đấy ta suy ra được B bằng D2M trừ D1M chia lambda. Thầy thay số các giá trị vào, đó là D2 bằng 33, D1 bằng 18 chia cho bước sóng là 5. Vậy thầy được B sẽ bằng 3. Vậy B là một số nguyên ứng với K bằng 3. Vì vậy M là cực đại thứ 3. Cũng giống như hồi nãy, vì chúng ta thấy khoảng cách từ M đến nguồn thứ hai dài hơn khoảng cách từ nguồn từ M đến nguồn thứ nhất, vì vậy M sẽ là cực đại về phía A. Chúng ta sẽ đến với dạng toán thứ ba. Đây là một dạng toán khá phổ biến trong chủ đề này. Báo là bài toán tìm số đường hoặc số điện cực đại hay cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn. Phương pháp làm: nếu thầy gọi L là khoảng cách giữa hai nguồn, và chúng ta lưu ý đây là hai nguồn cùng pha, thì điều kiện cực đại sẽ là K lớn hơn trừ L chia lambda và bé hơn L chia lambda. Tương tự như vậy, điều kiện cực tiểu sẽ là K cộng 1/2 lớn hơn trừ L chia lambda và bé hơn L chia lambda. Về số điểm hay số đường dao động với biên độ cực đại hay cực tiểu được xác định bởi số giá trị của các số nguyên K. Cho nên ở đây chúng ta khi tìm các cực đại hay cực tiểu, chúng ta đi tìm các giá trị của K. Bài toán đầu tiên minh họa cái dạng toán này sẽ là hai nguồn sóng kết hợp A và B trên bề mặt chất lỏng cách nhau 10 cm, dao động với phương trình UA bằng UB bằng 4 cos 50 dt, lan truyền với tốc độ 0.5 m/s. Số điểm cực tiểu trên đoạn AB là: đáp án A là 8, đáp án B là 9, đáp án C là 10 và đáp án D là 11. Và đáp án của bài toán chúng ta đó là 10 điểm cực tiểu trên đoạn AB. Vậy để được xác định được giá trị này như thế nào, chúng ta cùng vào hướng dẫn. Về đầu tiên, như công thức L của chúng ta ở đây chính là có độ dài là 10 cm. Về muốn xác định được số cực tiểu lúc này, chúng ta phải đi tìm bước sóng. Ở đây vận tốc chúng ta cũng đã có, muốn tìm chu kỳ hoặc tần số, chúng ta dựa vào tần số gốc omega ở phương trình truyền sóng. Đầu tiên thầy có lambda sẽ bằng V nhân T, T sẽ bằng 2pi chia omega. Như vậy thầy thay các đại lượng này vào, thầy có V bằng 50 cm/s, thì đổi ra và 2pi omega sẽ bằng 50 mi. Như vậy thầy xác định được bước sóng có giá trị là 2 cm. Thầy thay vào điều kiện cực tiểu, đó là K cộng 1/2 lớn hơn trừ AB chia lambda và bé hơn AB chia lambda. Ở đây chúng ta lưu ý một điều, dấu của chúng ta là dấu lớn hơn và bé hơn, không có dấu bằng, vì hai nguồn của chúng ta không phải là hai cực đại hoặc hai cực tiểu. Thầy thay số vào là sẽ được K cộng 1/2 lớn hơn trừ L, đây là 10 và lambda sẽ là 2. Tương tự như vậy AB chia 2. Từ đây thầy xác định được giá trị của K nằm trong khoảng từ trừ 5.5 đến 4.5. Mà chúng ta đã biết K là các giá trị thuộc số nguyên. Vì vậy thầy có K sẽ chạy từ trừ 5 đến cộng 4. Vậy nếu chúng ta liệt kê các giá trị này ra, thầy sẽ có 10 giá trị của K. Đó là trừ 5, trừ 4, trừ 3, trừ 2, trừ 1, 0, 1, 2, 3, 4.
và chúng ta sẽ có 10 cực tiểu. Đáp án của chúng ta là C. Chúng ta đến với bài toán thứ hai. Trong dạng toán này, hai nguồn A và B trên mặt nước dao động với cùng tần số 15 Hz, cùng biên độ và cùng phạm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 22,5 cm/giây. Hai nguồn A và B cách nhau 9 cm. Vậy trên mặt nước sẽ quan sát được bao nhiêu gợn lồi? Đáp án A 13 gợn, đáp án B 11 gợn, đáp án C 10 gợn và đáp án D 12 gợn. Và đáp án của bài toán chúng ta sẽ là 11 gợn. Như vậy để biết chính xác đáp án của chúng ta có đúng hay không, vậy thì chúng ta cùng đi tìa giải bài toán này. Đầu tiên chúng ta phải xác định được bài toán yêu cầu tìm số gợn lồi, đồng nghĩa với đó là tìm số cứng, cực đại trong giao thoa. Vậy để tìm cực đại chúng ta phải ứng dụng cái điều kiện cực đại trong giao thoa. Và để được như vậy chúng ta phải đi tìm bước sóng. Đầu tiên thì có bước sóng. Như vậy chúng ta đã biết ở đây, bài toán cho chúng ta vận tốc, cho chúng ta tần số. Thì chúng ta có việc sử dụng công thức lambda bằng V chia F để thay số vào 22,5 chia 15, thì được giá trị của lambda là 1,5 cm. Tương tự như vậy thì có điều kiện cực đại hay còn gọi là gợn lồi K lớn hơn trừ AB chia lambda và bé hơn AB chia lambda. Thay các giá trị vào thì được 9 chia 1,5, K lớn hơn và bé hơn 9 chia 1,5. Vậy thì K sẽ nằm trong khoảng giá trị từ trừ 6 đến cộng 6. Và chúng ta sẽ được K sẽ có giá trị là trừ 5 đến cộng 5. Và chúng ta nếu liệt kê các số ra, chúng ta sẽ có tất cả 11 giá trị của K ứng với 11 gợn lồi. Qua cái bài toán này chúng ta thấy một điều quan trọng, nếu chúng ta vô tình để đây là dấu lớn hơn hoặc bằng và bé hơn hoặc bằng thì chúng ta sẽ được đến 13 gợn lồi. Như vậy chúng ta đã sai đáp án của bài toán. Cho nên chúng ta lưu ý khi tìm cực đại hoặc cực tiểu hai nguồn thì hai nguồn của chúng ta không thể là cực đại và cực tiểu, cho nên dấu của chúng ta ở đây chỉ là dấu lớn hơn hoặc bé hơn. Các em lưu ý điều này. Chúng ta tiếp tục đến với dạng toán thứ tư, cũng là một dạng toán thường gặp mà trong các đề thi của các năm. Đó là dạng toán tìm số đường hoặc điểm cực đại cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai điểm bất kỳ M và N trong vùng giao thoa. Thì để giải được bài toán này, chúng ta dùng đến phương pháp. Nếu thầy gọi D2 từ D1 là hiệu đường đi của hai sóng từ nguồn truyền tới vị trí cực đại hay cực tiểu, thì thầy sẽ có điều kiện cực đại sẽ là K lớn hơn hoặc bằng D2M trừ D1M chia lambda và bé hơn hoặc bằng D2N trừ D1N chia lambda. Tương tự như vậy, điều kiện cực tiểu sẽ là K cộng 1/2 lớn hơn hoặc bằng D2M trừ D1M chia lambda và bé hơn hoặc bằng D2N trừ D1N chia lambda. Và cũng giống như cái dạng toán trước, thì chúng ta khi đi tìm các giá trị của cũng chính là số đường hoặc số điểm dao động với biên độ cứng, cực đại hay cực tiểu. Chúng ta đến với bài toán đầu tiên trong dạng toán này. Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp cùng pha A và B cách nhau 8 cm, dao động với tần số là 20 Hz. Biết rằng tốc độ truyền sóng là 16 cm/giây. Xét hai điểm C và D trên mặt nước tạo thành hình vuông ABCD. Vậy số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn CD là bao nhiêu? Đáp án A 10 điểm, đáp án B 9 điểm, đáp án C 8 điểm và đáp án D 7 điểm. Và kết quả của bài toán của chúng ta ở đây chính là đáp án B là 9 điểm. Vậy cũng tương tự như dạng toán trước, để xác định các điểm cực đại hay cực tiểu, chúng ta cũng đi tìm giá trị của K. Và để tìm các giá trị đó, chúng ta áp dụng các điều kiện cực đại và cực tiểu. Và để áp dụng được điều kiện đó, chúng ta phải đi tìm bước sóng. Chúng ta xem lại một lần nữa hướng dẫn của bài toán. Thầy có hình vuông ABCD.
Vì ở đây hai nguồn AB cách nhau 8 cm trên một cạnh của hình vuông thì có, và đường chéo của hình vuông sẽ có giá trị là 8 căn 2 cm. Bây giờ chúng ta đi tìm bước sóng. Ở đây chúng ta đã có vận tốc, chúng ta đã có tần số. Như vậy chúng ta sử dụng công thức lambda bằng V chia F bằng 16 chia 20, và giá trị của bước sóng sẽ là 0,8 cm. Rồi áp dụng điều kiện cực đại, đó là BC trừ AC, tức là D2C trừ D1C, BD trừ AD, tức là D2D trừ D1D. Vậy thì K sẽ nằm trong khoảng lớn hơn hoặc bằng D2C trừ D1C và bé hơn bằng D2D trừ D1D. Giờ lambda, thầy thấy các giá trị đó là BC sẽ bằng 8 cm, AC là đường chéo của hình vuông cho nên sẽ bằng 8 căn 2 cm, và bước sóng chúng ta biết là 0,8. Tương tự như vậy, thầy có BD cũng là đường chéo của hình vuông cho nên có giá trị bằng 8 căn 2 cm, và AD là cạnh của hình vuông cho nên có giá trị là 8 cm. Như vậy thầy sẽ được K có giá trị nằm trong khoảng, nằm trên khoảng từ trừ 4,14 đến 4,14. Thì K là số nguyên, thầy được các giá trị của K sẽ là trừ 4, trừ 3, trừ 2, trừ 1, 0, 1, 2, 3, 4. Như vậy thầy sẽ có 9 giá trị của K ứng với 9 điểm cực đại trên đoạn CD. Và đáp án của bài toán của chúng ta đó là đáp án B. Ở đây chúng ta thấy một điều là gì? Đó là K có giá trị lớn hơn hoặc bằng và bé hơn hoặc bằng. Chúng ta lưu ý dấu trong biểu thức bây giờ chúng ta sẽ là lớn hơn bằng và bé hơn bằng, vì hai điểm C và D không phải là hai nguồn nên nó có khả năng sẽ là cực đại hay cực tiểu. Các em lưu ý điều này. Chúng ta đến với bài toán thứ hai trong giảng toán này, đó là hai nguồn sóng kết hợp S1, S2 trên bề mặt chất lỏng cách nhau 19 cm, dao động với phương trình là US1 bằng US2 bằng 10 cốt 50 BT, lan truyền với tốc độ 1 m/s. Rồi M là điểm nằm trên đường trung trực của S1, S2. Số đường cực tiểu giao thoa trên đoạn S1, M là bao nhiêu? Đáp án của bài toán là 7, 4, 5 và 6. Và kết quả của bài toán đó là đáp án C, 5 cực tiểu giao thoa trên đoạn S1, M. Để giải được bài toán này, chúng ta lưu ý một số điều sau. Đó là đầu tiên, điểm M là điểm nằm trên đường trung trực của S1, S2. Và tìm số cực tiểu giao thoa trên S1, M. Chúng ta xem là hình ảnh. M cách hai nguồn lần lượt là D1 và D2. M nằm trên đường trung trực. Vậy thì đầu tiên, trong các bước, chúng ta sẽ xác định bước sóng dựa vào vận tốc và tốc độ gốc omega. Thầy sẽ có công thức lambda bằng V nhân T. T là bằng 2 pi chia omega, nên thầy thay số vào ứng với V để đổi ra 100 cm/s. Tần số gốc omega bằng 50 pi. Như vậy thầy xác định được bước sóng có giá trị là 4 cm. Tương tự thầy áp dụng điều kiện cực tiểu, đó là K cộng 1/2 lớn hoặc bằng D2M trừ D1M và D2S1 trừ D1S1. Có nghĩa là gì? Đó là D2M sẽ là S2M, D1M sẽ là S1M, và D2S1 chính là S2S1, và D1S1 chính là S1S1. Như vậy thầy thay các giá trị của các đoạn thẳng trên vào. Như vậy thầy có S2M và S1M, vì nó nằm trên đường trung trực nên D2 và D1 có giá trị như nhau, nên chúng ta trừ đi đây sẽ là 0. S2, S1 thì hai nguồn này cách nhau là 19 cm, thầy thay vào, và S1, S1 thì bản chất là điểm đó cho nên thầy có giá trị là 0. Vậy
ta sẽ xác định được giá trị của K sẽ nằm trên khoảng từ trừ 0,5 đến 4,25. Vì K là số nguyên, chúng ta là liệt kê ra, chúng ta sẽ được K sẽ có giá trị nằm từ 0 đến cộng 4, có nghĩa là 0, cộng 1, cộng 2, cộng 3, cộng 4. Chúng ta sẽ có 5 giá trị của K về ứng với 5 điểm cực tiểu trên đoạn F1M, M. Và đáp án của chúng ta là đáp án C. Chúng ta đến với bài toán minh họa thứ 3 của đoạn toán này. Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước cùng biên độ, cùng pha và cùng tần số 50Hz được đặt tại hai điểm S1, S2 cách nhau 10cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 75cm/giây. Xét các điểm thuộc mặt nước nằm trên đường tròn tâm S1, bán kính là S1, S2, thì điểm mà phần tử đó dao động với biên độ cực đại sẽ cách đoạn S2 một đoạn ngắn nhất là bao nhiêu? Và đáp án chúng ta là 85, 15, 10 và 89mm. Thì ở đây chúng ta thấy một điều là bài toán chúng ta không yêu cầu tìm số cực đại cực tiểu, hai đường cực đại cực tiểu, mà tìm khoảng cách ngắn nhất từ một điểm đến nguồn. Vậy nó liên quan tới bài tập của chúng ta, giảng toán của chúng ta, đó là gì? Đó là điểm mà phần tử đó dao động với biên độ cực đại. Vì vậy, để xác định được bài toán này, chúng ta phải cần áp dụng đến các điều kiện cực đại và cực tiểu. Đáp án của bài toán của chúng ta sẽ là 15mm. Vậy, để biết được tại sao có đáp án này, thầy trò của chúng ta hướng dẫn. Đầu tiên, chúng ta quan sát lại hình ảnh. Thầy có hai nguồn S1, S2. Với S1 là tâm của đường tròn, có bán kính là S1, S2, dài 10cm. Điểm M thuộc đường tròn có tâm S1, S2 và điểm M ở gần S2 nhất. M cách S2 một đoạn là D2, M cách S1 là một đoạn D1. Và chúng ta đi tìm khoảng cách ngắn nhất từ M đến S2, có nghĩa là chúng ta đi tìm D2. Và để áp dụng được điều kiện cực đại trong trường hợp này, cũng như các bài toán trước, chúng ta sẽ đi được xác định bước sóng. Thầy có bước sóng lambda bằng V chia F bằng 75 chia 50 bằng 1,5cm. Thầy gọi M là điểm có biên độ cực đại nằm trên đường tròn gần S2 nhất. Áp dụng điều kiện cực đại, K sẽ lớn hơn từ S1, S2 chia lambda và bé hơn S1, S2 chia lambda. Như vậy thầy thay các giá trị của S1, S2 và K, đó là 10 và 1,5 vào. Như vậy thầy sẽ có giá trị của K nằm trong khoảng từ trừ 7,6 đến 6,6. Như vậy K có các giá trị nguyên, thì chúng ta sẽ có K nằm từ trừ 6 đến cộng 6. Nếu tìm giá trị cực đại thì chúng ta sẽ có là 13 cực đại. Nhưng bài toán yêu cầu chúng ta tìm MS2 min. Và chúng ta thấy vì MS2 min nên khoảng cách D2 sẽ bé hơn D1. Và lúc này chiều đường đi D2 trừ D1 sẽ có giá trị âm, nên thầy sẽ chọn trừ 6 hoặc là trừ 1. Nhưng vì khoảng cách này nhỏ nhất và gần S2 nhất, nên thầy chọn K bằng trừ 6 và MS2 min khi K bằng trừ 6. Như vậy ta sẽ được D2 trừ D1 bằng K lambda sẽ bằng trừ 6 nhân với 1,5 sẽ bằng trừ 9. Mà D1, như chúng ta đã nói, chính là bán kính của đường tròn có tâm là S1, cho nên D1 sẽ bằng S1, S2 sẽ bằng 10cm. Thay vào biểu thức trên, thì sẽ tính được MS2 min chính là đoạn thẳng D2 bằng 1cm. Và thay đổi ra được có giá trị là 10mm. Và đây cũng chính là đáp án của bài toán của chúng ta. Chúng ta đến với chủ đề thứ 3 trong chuyên đề này, đó là chủ đề về sóng dừng. Ta sẽ nhắc lại một số lý thuyết về sóng dừng. Như chúng ta đã biết, sóng dừng là sự giao thoa của sóng phản xạ và sóng tới khi hai sóng này đảm bảo là hai nguồn kết hợp. Và khi vật cản cố định thì biến dạng đổi chiều, và sóng phản xạ thì ngược pha với sóng tới. Nếu trên vật cản tự do thì biến dạng sẽ không đổi chiều, và lúc này sóng phản xạ sẽ luôn cùng pha với sóng tới. Và từ đó xác định được định nghĩa sóng dừng là sóng truyền trên sợi dây khi xuất hiện các nút và bùng cố định.
Và một số lưu ý chúng ta cần lưu ý khi làm bài tập chống ngực đó là gì? Đó là khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng chống liên tiếp là một nửa bước chống, giống như là khoảng cách giữa hai cực đại hoặc hai cực tiểu liên tiếp. Vậy thì từ đó thầy suy ra khoảng cách giữa một nút và một bụng chống liên tiếp sẽ là 1/4 bước chống. Hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha thì chúng sẽ đối xứng với nhau qua bụng, và hai điểm gần nhau nhất dao động ngược pha thì chúng sẽ đối xứng với nhau qua nút. Và tiếp theo là một số công thức chính để các em sử dụng trong quá trình làm bài tập liên quan đến chống ngực. Nếu thầy gọi L là chiều dài của sợi dây, K là số bóng chống nguyên. Thứ nhất, điều kiện chống ngực trên dây có hai đầu cố định là L sẽ bằng K lambda chia 2. Số bùng chống sẽ bằng K và số nút chống sẽ bằng K cộng 1. Điều kiện chống ngực trên dây có một đầu cố định và một đầu tự do là L bằng K cộng 1/2 trên lambda chia 2. Và số bùng chống, số nút chống bây giờ sẽ là có giá trị như nhau, đó là K cộng 1. Sau đây là một số câu hỏi trắc nghiệm về lý thuyết và bài tập trong chủ đề chống ngực. Câu đầu tiên, điều kiện để có chống ngực trên sợi dây với hai đầu cố định là chiều dài sợi dây phải bằng A, số nguyên lần bước chống, B, số lẻ lần bước chống, C, số lẻ lần nửa bước chống, và D, số nguyên lần nửa bước chống. Như vậy chúng ta đã học công thức L sẽ bằng K lambda chia 2. K là số nguyên, một nửa bước bước chống. Vậy đáp án của câu hỏi chúng ta đến với câu hỏi thứ hai. Khi có chống ngực trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút chống liên tiếp bằng đáp án A, một bước chống, đáp án B, một nửa bước chống, đáp án C, 1/4 bước chống, và đáp án D, hai lần bước chống. Như vậy chúng ta có khoảng cách giữa hai nút chống liên tiếp sẽ là một nửa bước chống. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là đáp án B. Câu 3. Trong hiện tượng chống ngực, chống phản xạ, A, luôn bị đổi chiều, B, luôn không bị đổi chiều, C, luôn đổi chiều khi bị phản xạ trên vật cản cố định, D, bị đổi chiều khi bị phản xạ trên vật cản tự do. Thì chúng ta đã biết chống ngực là giao thoa của chống phản xạ và chống tới, nhưng có trong hai trường hợp, đó là trên vật cản cố định và trên vật cản tự do. Thì ở đây khi trên vật cản cố định thì chống phản xạ sẽ bị đổi chiều, nên vật cản tự do thì chống phản xạ không bị đổi chiều. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là đáp án C, bị đổi chiều khi phản xạ trên vật cản cố định. Chúng ta cùng đến với câu thứ tư. Đây chỉ là một bài toán liên quan đến chống ngực. Một dây AB có hai đầu cố định dài 50 cm, vận tốc truyền sóng trên dây là 2 m/s, tần số là 20 Hz. Một dây M cách A một đoạn là 35 cm, là nút hay bùng sóng thứ mấy kể từ A? Vậy đáp án của bài toán sẽ là A, bùng sóng thứ 8, B, nút sóng thứ 8, C, bùng sóng thứ 7, và D, nút sóng thứ 7. Đáp án của bài toán chúng ta sẽ là đáp án B, nút sóng thứ 8. Vậy để biết tại sao có đáp án là B, tức là nút sóng thứ 8, thầy cùng chúng ta cùng xem hướng dẫn. Đầu tiên, để giải được bài toán này, chúng ta phải tìm bước sóng. Vậy cũng như các bài toán trước, chúng ta sẽ vận dụng công thức lambda bằng V chia S thay đổi giá trị của vận tốc là 200 cm/s chia tần số là 20 thì được bước sóng có giá trị là 10 cm. Thầy lấy chiều dài của đoạn thẳng AM
sẽ bằng một cái hằng số nào đó nhân với lambda chia 2. Thầy thay số vào thì được 35 bằng hằng số đấy nhân 10 chia 2. Vậy từ đó thầy suy ra cái số B có giá trị là 7. Vậy chúng ta sẽ thấy từ A đến M sẽ có 7 bó số nguyên. Và lúc này M sẽ nằm trên một nút, và nếu kể từ A chính là nút thứ 8. Chúng ta đến với bài toán thứ hai. Một sợi dây đàn hồi dài 12 mét với một đầu dao động với tần số 85, đầu còn lại tự do. Khi quan sát sóng dẫn trên dây thì người ta quan sát có thấy chín buồng sóng, xác định tốc độ truyền sóng trên dây. Đáp án A 24 cm trên dây, đáp án B 12 cm trên dây, đáp án C 12 m trên dây và đáp án cuối cùng là D 24 m trên dây. Thì ở đây đáp án chính xác của bài toán sẽ là đáp án D 24 m trên dây. Để giải được bài toán này, chúng ta phải lưu ý một số điều sau. Thứ nhất, chúng ta phải xem đó là hai đầu cố định hay một đầu cố định và một đầu tự do. Thì ở đây chúng ta thấy rất là rõ ràng, chúng ta đã ghi đầu B tự do. Và khi đã xác định được đây là một đầu cố định và một đầu tự do, thì chúng ta quan sát lưu ý cái thứ hai, đó là số buồng sóng. Và chúng ta nhớ khi một đầu cố định và một đầu tự do thì số buồng sóng và số nút sóng có giá trị bằng nhau và bằng K cộng 1. Và trong đó K sẽ là số bó sóng nguyên. Vậy ở bài toán này chúng ta sẽ xác định được 9 buồng, cho nên K của chúng ta sẽ bằng 8 bó sóng nguyên. Chúng ta sử dụng điều kiện để có sóng dừng trên dây có một đầu cố định và tự do sẽ là L bằng K cộng 1/2 nhân lambda chia 2. Thầy thay các giá trị L, giá trị K, thầy sẽ xác định được bước sóng của chúng ta sẽ bằng 24.85, đơn vị của chúng ta sẽ là mét. Một lần nữa chúng ta sử dụng công thức là bằng V chia F, từ đó thầy suy ra giá trị của V sẽ bằng lambda nhân F. Thay số thầy xác định được giá trị của vận tốc là bằng 24. Và các em lưu ý một điều, 24 này là mét trên dây. Khi chúng ta nhớ chú ý đơn vị của các con số để chọn đáp án cho chính xác. Bài toán tiếp theo, một dây đàn hồi dài 90 cm với hai đầu cố định. Khi xảy ra hiện tượng sóng dừng, trên dây hình thành với 5 nút sóng. Khoảng thời gian giữa hai lần sợi dây duỗi thẳng là 0,25 giây. Tìm tốc độ truyền sóng trên dây. Đáp án của bài toán chúng ta là 80 cm trên dây, 90 cm trên dây, 180 cm trên dây và 160 cm trên dây. Và đáp án của bài toán chúng ta đó là 90 cm trên dây. Đây chúng ta sẽ có trên dây có 5 nút sóng nên sẽ có 4 bó nguyên. Chúng ta áp dụng điều kiện trên dây có hai đầu cố định là L sẽ bằng K lambda chia 2. Ta thấy các giá trị L bằng 90, K bằng 4. Như vậy thầy xác định được giá trị lambda sẽ bằng 45 cm. Để xác định được vận tốc truyền sóng trên dây, chúng ta phải tìm chu kỳ hoặc tần số. Ở đây chúng ta thấy cho thời gian, và đây là thời gian giữa khoảng thời gian giữa hai lần sợi dây duỗi thẳng, đấy chính là t chia 2. Và thầy sẽ có t chia 2 bằng 0,25, thầy suy ra được t bằng 0,5 giây. Chúng ta áp dụng công thức lambda bằng V nhân T. Từ đó thầy suy ra V bằng lambda chia T bằng 45 chia 0,5 bằng 90 cm trên dây. Vậy đáp án của chúng ta là B. Một bài toán thứ tư cũng là một dạng toán thường gặp của sóng dừng. Một sợi dây căng ngang giữa hai điểm cố định cách nhau 80 cm. Hai tần số gần nhau liên tiếp cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 70 Hz và 84 Hz. Biết tốc độ truyền sóng trên dây không thay đổi, tần số nhỏ nhất của sóng khi xảy ra sóng dừng có giá trị là bao nhiêu? Đáp án A 14 Hz, đáp án B 22.4 Hz, đáp án C 28 Hz và đáp án D là 7 Hz.
Về đáp án của bài toán của chúng ta, đó là đáp án A, 14 hết. Về để làm được bài toán này, nếu chúng ta chú ý trong quá trình dạy ở lớp, thầy cô có tiến hành làm thí nghiệm. Khi thầy cô tăng tần số dần lên để xảy ra hiện tượng sóng dần, chúng ta thấy số bó sóng sẽ tăng lên từng một đơn vị. Có nghĩa là gì? Nếu thầy gọi K là số bó sóng nguyên ứng với tần số F1, thì ứng với tần số F2 thì số bó sóng nguyên bây giờ sẽ tăng lên một bó, tức là K cộng 1. Như vậy thầy áp dụng công thức điều kiện sóng dần trên dây có hai đầu cố định. Nếu ứng với tần số F1 thầy sẽ có K lambda 1 chia 2. Ứng với tần số F2 thầy sẽ có K cộng 1 lambda 2 chia 2. À, khi chúng ta rút gọn thì có lambda 1 là V chia F1 là 70. Lambda 2 sẽ là V chia F2 là 84. Thầy rút gọn V và 2, thầy tìm được giá trị của K, đó là 5 bó. Vậy thì để tần số nhỏ nhất thì trên dây có duy nhất một bó sóng, và lúc đó là sẽ là sóng dần ứng với một bó sóng. Cho nên ta sẽ có tương tự như vậy. L sẽ bằng 1 V chia F min, và sẽ bằng 5 V chia F1, ở đây là 70. Một lần nữa thầy rút gọn V và chia 2, thầy sẽ xác định được giá trị của tần số nhỏ nhất, đó là 14 Hz. Đáp án của chúng ta sẽ là 14. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề cuối cùng trong chuyên đề ngày hôm nay, đó là chủ đề về sóng âm. Thì trước tiên sẽ nhắc lại một số lý thuyết cơ bản về sóng âm. Sóng âm là những sóng cơ lan truyền trong môi trường rắn, lỏng và khí. Nguồn âm, các vật dao động phát ra âm, tần số của âm phát ra bằng tần số dao động của nguồn âm. Phân loại sóng âm, như đã biết chúng ta sẽ phân làm 3 loại. Âm nghe được có tần số từ 16 đến 20.000 Hz. Sóng hạ âm có tần số nhỏ hơn 16 Hz. Và sóng siêu âm có tần số lớn hơn 20.000 Hz. Sự truyền âm. Môi trường truyền âm, âm sẽ truyền được qua các chất rắn, chất lỏng, chất khí và không truyền được trong chân không. Tốc độ truyền âm. Trong mỗi môi trường truyền âm thì âm truyền với vận tốc xác định. Và lưu ý một điều, khi âm truyền từ môi trường sang môi trường khác thì tần số không thay đổi nhưng vận tốc và bước sóng thay đổi. Cụ thể, vận tốc truyền âm trong môi trường chất rắn sẽ lớn nhất và vận tốc truyền âm trong môi trường chất khí sẽ bé nhất. Nội dung thứ hai đó là các đặc trưng vật lý và sinh lý của âm. Như chúng ta đã biết, đặc trưng vật lý của âm đó là tần số âm. Vậy thì đặc trưng sinh lý của âm đó là độ cao của âm. Đây là hai đặc trưng có mối liên hệ mật thiết với nhau. Âm có tần số càng lớn thì nghe càng cao. Đặc trưng vật lý thứ hai của âm đó là cường độ âm và mức cường độ âm. Thì ở đây cường độ âm được định nghĩa là năng lượng mà sóng âm tải qua một đơn vị diện tích tại điểm đó vuông góc với phương trình sóng trong một đơn vị thời gian, có đơn vị là watt trên mét vuông. Và cường độ âm có ký hiệu là I, sẽ có công thức là bằng P chia S, công suất của nguồn âm chia tiết diện của các đơn vị diện tích mà nó truyền qua. Và một đặc trưng sinh lý gắn liền với đặc trưng vật lý thứ hai của âm, cường độ âm và mức cường độ âm, đó là độ to của âm. Vậy thì độ to của âm là đặc trưng sinh lý gắn liền với mức cường độ âm. Một âm chúng ta nghe to hay nhỏ thì phụ thuộc vào mức cường độ của âm. Khi nói đến mức cường độ âm là đặc trưng vật lý của âm thì chúng ta có các công thức tính mức cường độ âm, đó là L tính theo đơn vị Benz là bằng logarit của I chia 0, hoặc L tính theo đơn vị decibel sẽ bằng 10 logarit của I chia I 0. Thì trong đó I 0 gọi là cường độ âm chuẩn, có giá trị
10 lũy thừa trừ 12 watt trên mét vuông. Một đặc trưng vật lý và sinh lý thứ ba của âm đó là đồ thị dao động âm và âm sắc. Đặc trưng vật lý thứ ba, đồ thị dao động âm, thì mỗi nhạc cụ khi phát ra âm cơ bản có tần số là F0 thì đồng thời nó sẽ phát ra các hòa âm là 2F0, 3F0, 4F0. Đồ thị dao động âm được tạo ra là do âm cơ bản và các hòa âm, và đồ thị này phụ thuộc vào biên độ và tần số của sóng âm. Đặc trưng sinh lý tương ứng của nó đó là âm sắc. Thì âm sắc giúp chúng ta phân biệt được âm do các nguồn khác nhau phát ra. Âm sắc có liên quan mật thiết với đồ thị dao động âm. Nội dung tiếp theo trong chủ đề này đó là một số câu hỏi và bài tập vận dụng. Câu thứ nhất, khi nói về sóng âm, phát biểu nào dưới đây là sai? Sóng âm không truyền được trong tinh không. Đáp án B, sóng âm có tần số nhỏ hơn 16 Hz gọi là sóng hạ âm. Đáp C, sóng hạ âm và sóng siêu âm truyền được trong tinh không. Đáp án D, sóng âm có tần số lớn hơn 20.000 Hz gọi là sóng siêu âm. Thì ở đây chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy đáp án của câu hỏi trên, đó là sóng hạ âm và sóng truyền được trong tinh không. Thì chúng ta đã biết sóng âm không thể truyền được trong tinh không. Vậy đáp án của câu hỏi chúng ta đó là đáp án C. Nội dung câu hỏi thứ hai, độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây? Đáp án A, biên độ dao động của nguồn âm. Đáp án B, độ đàn hồi của nguồn âm. Đáp án C, tần số của nguồn âm. Và đáp án D, đồ thị dao động của nguồn âm. Nhưng chúng ta đã biết độ cao của âm là một đặc tính sinh lý của âm phụ thuộc và liên quan mật thiết đến tần số của nguồn âm. Vậy thì chắc chắn một điều đáp án của chúng ta sẽ là đáp án C, tần số của nguồn âm. Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ ba. Phát biểu nào sau đây về sóng âm là không đúng? Đáp án A, tạp âm là âm có tần số không xác định. Đáp án B, âm sắc là một đặc trưng sinh lý của âm. Đáp án C, độ cao của âm là một đặc trưng vật lý của âm. Đáp án D, nhạc âm là do nhiều nhạc cụ phát ra. Như chúng ta đã biết, tạp âm là âm có tần số không xác định. Âm sắc và độ cao của âm là hai đặc trưng sinh lý và đặc trưng vật lý của âm. Vậy thì đáp án không đúng ở đây chính là đáp án D, nhạc âm là do nhiều nhạc cụ phát ra. Chúng ta tiếp tục đến với câu hỏi tiếp theo. Âm do hai nhạc cụ khác nhau phát ra luôn luôn khác nhau về. Đáp án A, độ cao. Đáp án B, độ to. Đáp án C, âm sắc. Và đáp án D, mức cường độ âm. Thì trong các đặc trưng vật lý và đặc trưng sinh lý của âm, có một đặc trưng sinh lý mà giúp chúng ta phân biệt được các nguồn âm khác nhau phát ra, đó chính là âm sắc. Vì vậy, âm do hai nhạc cụ khác nhau phát ra luôn luôn khác nhau về âm, âm sắc. Vậy đáp án sẽ là C. Một câu hỏi lý thuyết cuối cùng. Chọn phát biểu sai khi nói về âm. Đáp án A, tốc độ truyền âm thay đổi theo nhiệt độ của môi trường truyền âm. Đáp án B, đơn vị cường độ âm là watt trên mét vuông. Đáp án C, bông xốp nhung truyền âm tốt hơn kim loại. Và đáp án cuối cùng, môi trường truyền âm là chất rắn, chất lỏng. Thì ở đây đáp án C sẽ là đáp án không đúng, vì bông xốp và nhung là môi trường cách âm, cho nên nó không thể truyền âm tốt hơn kim loại được. Cho nên đáp án của chúng ta sẽ là đáp án C. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một số bài tập cơ bản của chủ đề sóng âm. Bài tập thứ nhất, có một lá thép mỏng, một đầu cố định, đầu còn lại được kích thích để dao động với chu kỳ không đổi và bằng 0,08 giây. Thì âm do lá thép phát ra sẽ là âm gì? Đáp án A, siêu âm. Đáp án B, nhạc âm. Đáp án C, âm mà tai người nghe được.
và đáp án D là hạ âm. Thì chúng ta đã được nhắc lại lý thuyết sóng âm được phân làm 3 loại, đó là âm nghe được, hạ âm và siêu âm. Về để biết âm của lá thép phát ra là một trong những loại âm nào, chúng ta cần phải xác định được tần số của nó. Và đáp án của bài chúng ta là hạ âm. Vậy để biết được đáp án chính xác hay không, để chúng ta đi cùng tìm tần số. Chúng ta có công thức tính tần số S sẽ bằng 1 kt. Thay giá trị của chu kỳ T 0.08 giây thì sẽ được F sẽ bằng 12.5 Hz. Vậy sóng âm này có tần số bé hơn 16 Hz nên nó chính là sóng hạ âm. Và đáp án của chúng ta là D. Một bài toán thứ hai, khi cường độ âm tăng gấp 1.000 lần thì mức cường độ âm tăng một lần là bao nhiêu? Đáp án A 30 dB, đáp án B 3 dB, đáp án C 100 dB và đáp án D 1.000 dB. Và đáp án của bài toán chính xác của chúng ta sẽ là 30 dB. Và chúng ta cùng tiến hành làm bài toán. Thứ nhất, thầy nhắc lại các công thức. Thầy có L2 trừ L1. Theo công thức chúng ta sẽ có 10 logarit của Y2 chia Y0 trừ 10 logarit của Y1 chia Y0. Và theo tính chất của hàm số logarit, thầy sẽ có logarit A trừ logarit B sẽ bằng logarit của A chia D. Nên ở đây thầy sẽ có 10 logarit của Y2 chia 1. Thầy thay vào thì cường độ âm Y2 gấp 1.000 lần cường độ âm Y1, cho nên chúng ta sẽ có 10 logarit của 1.000. Chúng ta xác định được bằng máy tính sẽ là giá trị L2 trừ L1 30 dB. Nên kết quả của chúng ta sẽ là đáp án A. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài toán cuối cùng trong chủ đề này. Một nguồn phát âm đẳng hướng trong môi trường không có sự hấp thụ và phản xạ âm. Tại một điểm cách nguồn âm 10m thì mức cường độ âm là 50 dB. Hỏi tại một điểm cách nguồn âm 100m thì mức cường độ âm có giá trị là bao nhiêu? Đáp án A 30 dB, đáp án B 30 dB, đáp án C 20 dB và đáp án D 40 dB. Và kết quả của bài toán sẽ là 30 dB. Chúng ta cùng đi giải bài toán. Đầu tiên, một lần nữa thầy sử dụng hệ thức L1 trừ L2 sẽ bằng 10 logarit của Y1 chia Y2. Mà chúng ta biết R1 bình nhân Y1 sẽ bằng R2 bình phương nhân Y2. Từ đó thầy suy ra tỷ số Y1 trên Y2 sẽ bằng R2 bình phương trên R1 bình phương. Thầy thay các giá trị chúng ta đã biết, đó là L1 bằng 50 dB, R2 bằng 100 và R1 bằng 10. Như vậy thầy tính được hàm số logarit ở sau có giá trị là 20. Từ đó thầy xác định được giá trị L2 sẽ có giá trị là 30 dB. Và đây chính là kết quả của bài toán. Chúng ta chọn đáp án A.